Xin chào mọi người. Hôm nay nhà thuốc Thái Dương sẽ giới thiệu tới các bạn sản phẩm BioLab Plus. BioLab Plus bao gồm các thành phần là probiotic, elicin. Nó có công dụng giúp bổ sung lợi khuẩn và elicin, cải thiện hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ cải thiện các biểu hiện và giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột, hỗ trợ tăng cường tiêu hóa. Đối tượng sử dụng là những người bị rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột với các biểu hiện như đầy hơi, khó tiêu, tiêu chảy, táo bón. Người dùng kháng sinh dài ngày hoặc kháng sinh liều cao gây loạn khuẩn đường ruột. Những người ăn không tiêu, kém hấp thu do rối loạn hệ vi sinh đường ruột. Cách dùng: đối với trẻ em trên 1 tuổi uống 2-3 viên trên 1 ngày. Trẻ em trên 6 tuổi và người lớn uống 4-6 viên trên 1 ngày. Trẻ em dưới 1 tuổi dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ và dược sĩ. Liều khuyên dùng là uống 1-2 viên 1 ngày. Uống trực tiếp hoặc pha bột trong viên nang với nước đun sôi để nguội, nước lọc, sữa hoặc thức ăn, không pha với nước sôi. Các bạn có thể mua hàng trực tiếp tại nhà thuốc Thái Dương hoặc để lại tên, địa chỉ và số điện thoại, nhà thuốc sẽ gửi hàng cho các bạn. Số điện thoại liên hệ đặt hàng là 0945 091 489. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của nhà thuốc. Xin chào và hẹn gặp lại.